5 cách ăn tỏi đỡ tốn tiền chữa bệnh, anh chị đã biết chưa? Nếu như mà các anh chị mình ăn dưa muối ngâm hoặc là cà muối ngâm á, thì Trang không có ủng hộ đâu nhá, vì thực phẩm này nó không tốt cho cơ thể của chúng ta. Nhưng nếu mà các anh chị mình ăn tỏi ngâm theo 5 cách dưới đây thì Trang hoàn toàn ủng hộ nhá. Thứ nhất đó là giấm gạo ngâm với tỏi sẽ giúp chúng ta giảm cái chỉ số mỡ máu và giảm huyết áp. Thứ hai đó là rượu ngâm với tỏi sẽ giúp hoạt huyết dưỡng thận, trừ phong trừ thấp. Thứ ba đó là mật ong ngâm với tỏi giúp dưỡng dạ dày, dưỡng gan, đào thải độc tố và giúp giảm căng thẳng. Thứ tư là đường giấm ngâm với tỏi giúp chúng ta có một hệ tiêu hóa tốt. Thứ năm là đường phèn ngâm với tỏi giúp chúng ta có một lá phổi khỏe, giảm ho và ngăn ngừa cảm cúm. Trong bất cứ gia đình nào thì chúng ta cũng dễ dàng tìm thấy tỏi đúng không? Tỏi là một trong những thực phẩm mà nó ức chế tế bào ung thư, cho nên là chúng ta hãy tăng cường đưa tỏi và sử dụng trong những cái bữa ăn của mình để chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của mình anh chị nhé. Lương Thị Trang cùng bạn chăm sóc và bảo vệ sức khỏe mỗi ngày.